Trong cái quá trình chống dịch này thì cái máy SpO2 thì nó rất là quan trọng, tại vì nó giúp cho cái người bệnh á thì tự theo dõi sức khỏe của mình, cái nồng độ oxy trong máu của mình. Khi mà cái nồng độ oxy nó thấp thì họ có thể chủ động họ liên hệ. Tại vì bây giờ cái tình hình dịch bệnh cũng khá là căng rồi, phức tạp nữa, rồi có một số người thì họ cũng không có đi đến liền mình đó, thì có cái máy SpO2 á thì nó sẽ giúp chủ động hơn. Tại khi mà mình có những bệnh á thì có thể mình tự theo dõi ở nhà, và hiện giờ cũng đang là khuyến cáo là ta theo dõi nhà. Nên cái máy SpO2 này nó là một công cụ rất là, nó ngoài cái theo dõi nồng độ oxy trong máu thì nó còn theo dõi cái mạch nhịp, cái nhịp mạch luôn, nên nó là nó giúp cho người bệnh chủ động. Rồi khi mà có vấn đề mà khó thở gì á, hay làm độ oxy nó xuống mà cái gần tới mức báo động á, thì họ chủ động liên hệ y tế. Thì ở đây thì bây giờ nó có y tế, trạm y tế, rồi trạm y tế lưu động, nên nó là họ chủ động hơn. Đây là chia sẻ về tầm quan trọng của máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2 của bác sĩ Phan Minh Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, khi được đại diện chương trình Vòng tay Việt Sài Gòn đến trao tặng 525 máy SpO2 cho địa phương vào ngày 17 tháng 9 vừa qua. Với số lượng máy SpO2 được cung cấp, đơn vị này sẽ phân phối tới 53 đơn vị là trạm y tế 16 xã, bệnh viện điều trị COVID-19, khu cách ly tập trung, trạm y tế lưu động và đội phản ứng nhanh trên địa bàn huyện. Ngoài việc trao tặng số máy trên cho Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh, chương trình Vòng tay Việt Sài Gòn còn trao 1.030 máy cho Trung tâm Y tế quận Bình Tân và 550 máy cho Trung tâm Y tế quận 12. Tổng cộng 2.105 máy SpO2 được trao tặng cho 3 quận huyện này là món quà ý nghĩa và thiết thực, góp phần vào công tác phòng chống cũng như điều trị dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Kinh phí mua máy là từ số tiền 320 triệu đồng được nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh và nghệ nhân Phùng Văn Thanh của Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam, Chi hội Di sản Văn hóa ở Hà Nội tài trợ. Thật sự nay là rất là bất ngờ tại được nhận được cái nguồn này, cũng không có đại diện cho Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh thì gửi lời cảm ơn rất là chân thành tất cả nhà mạnh thường quân đã trao tặng cho huyện Bình Chánh một số lượng máy SpO2 khá là lớn. Hiện giờ á thì tụi em có một số cái bệnh nhân mà F0 điều trị tại nhà, thì họ cũng không có điều kiện để mà nhiều khi họ mua cái SpO2 mà họ có thì cũng mua cũng khó. Thì bây giờ là tụi em cũng là trước hết thì số lượng này thì tụi em sẽ phân về trạm y tế lưu động và các khu cách ly của em. Thì trạm y tế lưu động thì hiện giờ thì nếu mà những người bệnh nhân mà họ không có đủ điều kiện thì tụi em sẽ phát cho từng bệnh nhân và hướng dẫn họ cách mà tự theo dõi khỏe. Còn khu cách ly thì nó cao tầng nên nó nhiều khi là cũng khó cái mà mình đi lên đi xuống liên tục. Nên là mình phát cho từng bệnh nhân thì họ sẽ liên hệ với tự đo rồi họ tự liên hệ với mình. Đại diện ban giám đốc cùng toàn thể nhân viên của Trung tâm Y tế quận Bình Tân, kể cả là 10 trạm y tế ở phường và 18 khu cách ly tập trung của quận đang sử dụng, thì với những cái lời động viên coi như là của tất cả các cái ban ngành đoàn thể hoặc là công ty xí nghiệp gì đã ủng hộ về mặt tinh thần. Ngày nay thì có cả về mặt chất là coi như là cái máy PO2 thật sự là hết sức cần thiết trong cái giai đoạn hiện nay. Vòng tay Việt Sài Gòn chúng ta đã đem đến như thế này thì chúng tôi không biết nói gì hơn. Đây là cái nguồn năng lượng tích cực cho chúng tôi rất là mạnh mẽ trong cái việc mà cứu người dân trong giai đoạn hiện nay. Và đồng thời là gửi lời cảm ơn và tôi sẽ phân phối tới những cái địa bàn liền để mà phân chia ra, để mà khi mà có cấp cứu thì người dân sẽ thực hiện đo. Vì đây là một cái bước quan trọng, thay vì mình có cái X quang đánh giá cái tổn thương phổi thì ở đây thì hiện tại không có, thì chứng những cái này là đánh giá cái tổn thương phổi để mà cho thở oxy hay là uống thuốc cấp cứu kịp thời cho người ta, giảm tỷ lệ tử vong. Theo đại diện Vòng tay Việt Sài Gòn, việc chọn máy SpO2 để tặng cho các trung tâm y tế trong đợt này xuất phát từ thực tế mà chương trình đã tìm hiểu về nhu cầu của lực lượng y tế địa phương qua quá trình tiếp cận, tặng các suất ăn dinh dưỡng cho đội ngũ y tế cơ sở. Theo đó, chiếc máy tuy rất nhỏ nhưng có thể giúp kịp thời phát hiện những ca bệnh gặp nguy hiểm,
giúp ngành y tế chủ động trong việc xử lý, giúp giảm thiểu những rủi ro đối với người bệnh.